Đây là hình ảnh chụp x quang và CT lồng ngực của một bệnh nhân nam tại Quảng Nam. Vô cùng kinh ngạc là một vỏ chai nước khoáng còn nguyên bên trong, nằm gọn bên trong lồng ngực. Sau khi hội trần thì các y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đã lập tức thực hiện phẫu thuật để lấy vỏ chai ra khỏi lồng ngực bệnh nhân. Ở à, được biết là dù bị vỏ chai to xuyên vào ngực nhưng may mắn nạn nhân chỉ bị gãy hai xương sườn và không có tổn thương nghiêm trọng nào khác. Trước đó trong lúc đi xuống cầu thang, bệnh nhân không may bị vấp ngã chúi xuống nền nhà và bị một vật đâm xuyên thẳng qua vùng lõ